Dạ, xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được đồng hành với cô chú anh chị và các bạn trong một video tiếp theo hôm nay về Nha Trang. Hôm nay là vào buổi tối ngày 30 tháng 5 năm 2023. Ngày mai là ngày cuối cùng của tháng 5 rồi. Chuẩn bị sắp tới tháng 6, ngày quốc tế thiếu nhi nữa đây. Quận Bình, Trần Khánh. Hiện tại em đang có mặt trên con đường này, đó là những hình ảnh của đường Thống Nhất. Năm xưa gọi là con đường Độc Lập đó đi. Phần này là gần với ngã ba, ngã tư đường Tô Vĩnh Diện với đường Thống Nhất. Tô Vĩnh Diện năm xưa là con đường Hai Chùa. Và phía bên kia đường đó là cái rạp chiếu phim Tân Tân. Một trong những hình ảnh rất là xưa vẫn còn hiện tại đến ngày nay ở Nha Trang. Đó là một trong những rạp chiếu phim rất là nổi tiếng thời những năm 75. Ngày nay thì một phần nó làm nhà văn hóa của tỉnh, còn lại một số kiosk như là sửa máy tính này, rồi các cái tiệm tạp hóa bán, rồi một số cửa hàng bán điện lạnh, đồ điện lạnh rồi ống đồng máy lạnh rồi, rồi có cả cửa hàng giày dép nữa. Chỗ này có Bách Hóa Xanh này, nằm ngay góc của con đường Lê Thành Phương với Thống Nhất ngày nay. Lê Thành Phương năm xưa là con đường nhà thờ ở đây. Để bên tay phải là hướng lên vòng xoay ngã 6. Con đường này bán đồ sách, đồ rồi nội thất, bàn ghế rất là đa dạng. Trang tối hôm nay thời tiết cũng mát mẻ đi, bởi vì ngày hôm qua trời mưa to lắm, rồi trưa hôm qua là tự nhiên trời nó hầm, nó nóng kinh khủng luôn đi, xong nó bắt đầu cái nó mới đổ một cơn mưa rất là to, giống như là nó giải nhiệt cái nắng nóng. Rồi bắt đầu tối hôm qua thì bắt đầu mưa tiếp, đến ngày hôm nay trời âm u và khí hậu cũng mát mát. Giờ này đi thì cũng mát mát rồi. Mấy bữa trước là đi buổi trưa là nắng lắm, 36-37 độ. Còn đi vào buổi tối thì trời cũng rất hầm, ra biển thì cũng gió. Có bữa thì gió, có bữa thì gió đứng gió luôn, nóng lắm. Hôm qua mưa được cơn giải nhiệt rất là đỡ luôn. Vừa rồi là cái bùng binh thông tin đấy. Ở đây là ngã tư của đường Trần Quý Cáp với con đường 2/4 này. Để bên tay phải là đường Trần Quý Cáp hướng xuống hướng chợ Chợ Đầm, và di chuyển thẳng là hướng đi qua 2/4, đi ra đèo Bù Rì, hướng ra phía bắc ra cầu Sông Bóng. Này có vừa sầu riêng đi ngang qua đây thơm phức luôn, rồi Dũng Tiền chuyên đồ điện tử điện lạnh. Ông này là ngã ba Lý Quốc Sư với Hà Đông Tư. Lý Quốc Sư năm xưa là con đường Miếu Bà, thì ngay góc đó là năm xưa cũng có ngôi trường gọi là ngôi trường tàu, đường tàu Hải Minh của người Hoa Lập. Ngày nay đó là trường trung học cơ sở Trưng Vương. Và trong hình như năm ngoái này, ngôi trường cũng tập bỏ hết ngôi trường cũ, và bây giờ thì là ngôi trường mới hoàn toàn rồi. Hiện tại cũng có một ngôi trường rất là nổi tiếng ở Nha Trang dành cho nữ sinh, đó là ngôi năm xưa, đó là ngôi trường trung học cơ sở Thái Nguyên ngày nay, nằm ngay vị trí của vòng xoay ngã 7, thì cũng
cũng đang được xây dựng, cũng tạm bỏ hết hoàn toàn cái ngôi trường cũ rồi, giờ đang xây lại ngôi trường mới. Đường 2/4 đoạn này là gần với ngã ba Sinh Trung, gần bến xe phía Nam năm xưa, bến xe Ninh Hòa năm xưa. Ở đây là góc Hà Ra với 2/4. Khu vực ở đây của đường 2/4 thì chủ yếu là ban ngày họ bán các cái thiết bị dụng cụ, xe ô tô, xe máy. Tối thì dài cũng có dài cái quán, quán ăn, quán cóc. Cái con đường này nó không có chia ra uống lắm. Đến với Nha Trang là đến với thành phố biển, thành phố của hải sản, thành phố biển mà chuyên hải sản. Quý vị không thể bỏ qua các cái món ăn hải sản, các món gỏi cá rồi này. Hay là con đường Hà Ra, con đường sống cổ của mình ở gần cầu Hà Ra. Con đường này gọi là con đường bờ kè, con đường ăn nhậu, các quán ốc nhắn hải sản nè, bún bao nè. Đi ra ngoài đường, đi ở ngoài đường thì họ cũng đứng, họ mời vào, họ gọi vào. Có quán rượu nữa, đậu bò, hải sản bên sông này, đông khách chưa. Wow. Đây là con đường bờ kè Sóng Cồn, rất là đẹp, hướng của cầu, hướng của sông Cái đổ ra cầu Hà Ra. Rất là nhiều những quán hải sản về đêm. Ngủ ra đâu, trước nào ra ngồi trước á, sao còn hồi trước được. Tự nhiên đi mát quá, buồn ngủ, trưa không chịu ngủ. Ra ngồi kia vận động, thể dục thể thao để hết ngủ. Thì dọc đoạn này là cái dự án cầu Tân Lập hả mình? Dự án cầu Tân Lập của dự án này mà nó lên cái con đường này, đoạn này sẽ rất là đẹp. Trước là tòa nhà Mường Thanh Luxury. Sắp tới chợ đêm rồi mà, qua bên kia cầu là tới rồi. Chưa làm cái gì không ngủ đó. Chưa ngủ chưa xíu là nó không có buồn ngủ. Đây là căn hộ, bên này cũng bắt đầu có mấy cái kiosk, mấy cái quán lưu động bán chè ngon, sầu riêng dầm luôn này. Ở gần của con đường Sóng Cồn với đường Trần Phú, bên cạnh của tòa nhà Luxury. Alexander Yeset. Công viên này buổi
tối có mấy cô chú rồi khiêu vũ rồi cũng vui lắm, tập thể dục thể thao ngồi chơi không mát. Công viên này sát với mé biển bên cạnh của cầu Trần Phú. Tới rồi, bên kia tới rồi. Buổi tối mọi người đi dạo cầu Trần Phú tập thể dục mát lắm. Cầu này nó rất cao. Tối hôm nay như là đèn led không có bật. Bên cầu sân bóng thì có bật đèn led, còn Trần Phú thì không có bật đèn led. Trong những cây cầu rất là đẹp của Nha Trang kết nối hai con đường biển biển Phạm Văn Đồng và biển Trần Phú. Và bên kia thì nó thuộc đường Phạm Văn Đồng ấy. Hướng đi Hòn Trọc, biển Bảy Dương năm xưa. Ở bên này có một cái công viên gọi là công viên phía bắc của cây cầu Trần Phú. Công viên này buổi trưa nó cũng mát lắm, thoáng. Đây là khu vực công viên phía bắc của cầu Trần Phú này quý vị. Ở đây thì có diễn ra chợ đêm. Đây là một cái bãi giữ xe phục vụ chợ đêm. Quý vị gửi xe ở đây rồi vô chợ đêm nha, 10.000 à 5.000 một chiếc. Gửi xe cho an toàn rồi vào chợ đêm vui chơi mua sắm rồi ăn uống, ăn vặt. À, những hình ảnh của cầu Trần Phú về đêm nữa quý vị. Ở bên kia là cầu sông bóng. Cầu sông bóng tối nay lên đèn led rồi, đẹp. Vị trí cửa biển hướng của sông Cái đổ ra gọi là cửa đại của họ. Đứng vị trí này thì có thể phóng tầm nhìn về phía bên con đường Trần Phú, rất là nhiều những tòa nhà cao tầng. Nem nướng Ninh Hòa nè, rồi xúc xích, tô tượng, nước mía không? Miếng à, bánh đồng xương ở đâu? À, bánh đồng xu á hả? Xu bữa ăn rồi.
Ở đây có bàn ghế rồi ngồi ăn nữa, nước mía ăn vặt rồi này, chín tố rồi, trứng nướng nè, rồi nem nướng Ninh Hòa, nem phần, phần 40, bún thịt nướng 30. Ra sữa tô tượng nè, xúc xích nè. Thì đêm nay bắt đầu nó có vẻ nó còn vắng hơn vậy. Lúc trước là chợ lúc mới khai trương á, lúc mới khai mạc rồi, từ đó tới giờ nay cũng được 6 tháng rồi. Nói chung là chợ đêm đã hoạt động được nửa năm rồi vậy. Mấy bữa trước rồi thì nó đông, may thì dạo này nó cũng vắng, và đa số thì vào cuối tuần nữa thì nó mới đông thôi. Với lại cũng có ít du khách quốc tế họ cũng dạo qua bên đây. Lúc mới khai trương thì người Việt đợt Tết, dự kiến chợ đêm này sẽ hoạt động cho đến hết năm nay luôn á mày. Sẽ diễn ra vào mỗi đêm luôn, tới khuya luôn á, tới 24 giờ đêm luôn á. Quý vị muốn ăn chơi khuya là thoải mái luôn. Và bên kia là con đường Tháp Ba kìa. Đường Tháp Ba hướng đi qua di tích Tháp Ba luôn quý vị. Chỗ đây cũng có một cái hotel này, hai cái hotel này, Hải Nam. Còn khu vực cầu Cường Phú, bên kia là một cái quán hải sản Thanh Hiền, em thấy cũng khá đông khách, hai lầu luôn đó. Rồi các quán cà phê Milano rồi, khu vực gần với Yến Xào. Đó, hải sản Thanh Hiền, em thấy cũng đông khách ghê luôn rồi, một lầu luôn. Vì muốn ăn hải sản gần khu vực của Tháp Ba thì trên đường Hội Đồng là đối diện với chợ đêm luôn nè, đối diện với công viên luôn nè. Hải sản cái này, nó nằm ở trên đường Hội Đồng. Ở phía trước kia là vòng xoay Tôn Thất Tùng giao với Phạm Văn Đồng thì. Có một anh thổi sáo rất là hay luôn này nha, có loa rồi luôn. Ở khu vực chỗ này thì cũng đây có hai ba cái cũng không có mở cửa rồi.
chè Hà Nội, có món chè Hà Nội. Ở bên kia có nước mía nè, chè Hà Nội nè. Kem cuộn. Đó. Kem cuộn với mấy món nướng nè. Hấp dẫn luôn kìa. Bánh tráng nướng trứng xúc xích. Dạ. Ngồi đây sát với mé biển mát lắm rồi. Hai đứa anh uống cái gì? Mía hả? Kem. Có món gì khác không? Đây xin tố hot pot gì, cái bánh gì đó đâu có thấy bán đâu. Bữa trước họ bán bên kia đúng không, bánh dòng su gì đó rồi không thấy nữa. Trà sữa, trà chanh nha, với trà sữa bên kia, trà sữa rồi lẩu hải sản, ốc chảo, ăn chè hả? Chè không, chè Hà Nội không? Hả? Ăn gì? Hello. Mình còn có chè trái cây sinh tố soda rồi. À, chè trái cây sinh tố soda hả? Ăn chè không? Hả? Dạ, bên con có đồ ăn vặt nữa ngon. Kem cuộn hả? Để chú ngồi đây để con xếp bàn cho. Ờ, quán con là quán nào? Dạ, quán con là hai quán này, một quán này, một quán này. Chè Hà Nội hả? Hay là... Đây, đây, ẩm thực. Ờ, ẩm thực rồi. Để chú ngồi để con xếp Minh Lúc Kỳ hả? À, Minh Lúc Kỳ là trà sữa hay gì? Bánh tráng nè. Bánh tráng này giòn ngon. Trà sữa bánh tráng nướng trứng hả? Bên này là bán chè chanh dẻ tay, bánh đồng xu với lại bát xà phô mai, bát xà tép. Bánh đồng xu nữa hả? Chú ngồi để con xếp bàn rồi gọi order cho. Chú ngồi đây nha. Ngồi đây ăn nha. Rồi ngồi đây. Rồi ngồi đây. Hey, menu của mình Lúc Kỳ 999 hotline trà nè, rồi sữa chua nè, sinh tố nè, kem nè, đó kem, nó thích ăn kem nào đây này. Kem trứng cháy là kem gì vậy em? Dạ, đây là topping. Topping hả? Dạ. Ví dụ anh mua trà sữa xong rồi thì có thêm topping nè. Đó. Mua trà sữa thì mới có cái đó hả? Gọi trà sữa xong gọi thêm. Hoặc là hỏi. Tinh tố. Ở đây gì đây? Cà phê, soda, đá xay. Có kem chi. À, matcha, đá xay matcha kìa. Trà ổi, ăn vặt. Ủa, bánh đồng xu đâu em? Dạ, bánh đồng xu là bên đây. Dạ, do menu em chưa làm lại nên là hơi thiếu. À, dạ. Bánh đồng xu nhiêu cái vậy? Ngon, bánh đồng xu bao nhiêu? Bánh đồng xu bao nhiêu? Dạ, 28. 28 hả? Con ăn gì, uống gì? Hả? Sữa chua hả? Sữa chua nè. Nè, uống sữa chua hay trà sữa? Hay trà sữa truyền thống hả? Đây, trà sữa truyền thống. Matcha hả? Rồi một trà sữa matcha. Khánh uống gì? Trà sữa. Trà sữa hay trà sữa truyền thống anh? Trà sữa matcha SM, SL. Đấy, SM thôi. Trà sữa matcha. Khánh trà sữa matcha luôn nha. Hả? Trà sữa matcha. Trà sữa chân châu đường đen. Chân châu đường đen hả? Rồi, một trà sữa matcha, một trà sữa chân châu đường đen. SM. Rồi một cái bánh gì á? Bánh đồng xu.
Ba uống cái gì ta? Mua ủng hộ cô đó gì không? Hả? Mua ủng hộ cô này. Chị bán cho em cây cây bông này. Bông quấy tai. Mấy bông. Nhiêu cây chị? 12 cây. Chị bị gì vậy chị? Chị bị tật từ nhỏ luôn hả? À. Nay chị nhiêu tuổi rồi? Dạ? Đúng ba hả? Ba kêu cô. Này mấy ngàn à? 10.000 hai cây. Rồi bà chị bị tật từ nhỏ luôn nè. Cái này là bị gọi bị gì chị ha? Cái này là gọi là bị gì? Teo cơ hả hay sao? À. Đi bán mấy cái đồ ở khu vực của chợ đêm. Gửi cho cô 20 luôn hay con? Chị đưa 10.000 em. Này em gửi chị. Rồi cho chị 10.000 nữa. Ủng hộ thôi. Còn rồi cảm ơn chị nha. Chị lết cái đòn vậy. Trời ơi. Thấy không? Thấy cô khổ à? Chô phô mai à? Ủa mình chưa có, bây giờ em nướng cho mình đó. Mình có muốn quay cái công đoạn nướng. Ủa cái này không phải của anh à? Dạ, không, tại vì cái này của bạn khách. À, của khách hả? À? À, mấy cái món này ăn quá. Xích nướng trên đá hả? Ủa? Đá đen không vậy? Nó nướng bánh đồng sâu rồi. Một cái hả? Nãy kia một cái. Rồi quét bơ lên. Bờ lên xong rồi đổ bột vô. Đó, phô mai vào. Này bánh đồng xu phô mai, có phô mai nó dẻo 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 luôn. Chờ nó chín lấy ra ăn thôi. Rồi món trà sữa nè. Đông khách lắm. Ngồi cũng chờ một xíu rồi. Hơi lâu quá. Đây soda.
Đây vậy, đây ly soda này. Đây soda gì? Soda blue. Nó có cái màu xanh xanh đẹp vậy, gọi là blue. Rồi trà sữa nè. Trà sữa đây, trà sữa gì vậy? Trà sữa gì đây? Trà sữa matcha nè. Rồi đây trà sữa đường đen hả? Kéo nó đổ đó, cẩn thận. Đây, trà sữa đường đen nè. Đây, trà sữa 25.000 ly hết rồi. Rồi đây cái bánh đồng xu là 28.000 nè. Đây nhờ bé nó cắt ra rồi. Bánh đồng xu phô mai, nhân phô mai nè. Đó, phô mai nó dẻo dẻo nhìn hấp dẫn đã lắm. 28.000 cái. Món bánh đồng xu là món hot. Rồi trà sữa đường đen nè. Sao mà trà sữa matcha nè. Ở đây là soda blue, màu xanh đẹp không? Ba ly 25. Cái này 28, bánh đồng xu 28. Đây có trà chanh giả tây nữa vậy, nước dừa matcha này, rồi trà long nhãn nữa. Bé đem làm trà chanh giả tây á. Trà chanh giả tây nè, hấp dẫn không? À, trà chanh giả tây là món độc lạ đó. Chịu không có nổi. Nó món này hấp dẫn rồi. Đây lần đầu tiên em thấy luôn á. Trà chanh thôi giả tây nha. À, bé dễ thương quá mà. Bé bán trà chanh dễ thương quá vậy. Cho trà chanh vào. Đây có khách Tây nữa vậy nha. Khách Tây họ ra đây họ uống đó. Họ kêu hai ly trà chanh. Ô, bé nói tiếng Anh được luôn. Nói chuyên nghiệp không? Rồi lắc nè. Này đổ ra. Có xếp mấy bàn không? Muốn trà chanh nữa đi. Rồi, cho khách. Hai anh khách Tây này ảnh mua trà chanh giả tây uống. Bên kia có món ốc chảo 35k. Khách quốc tế họ cũng ra đây họ uống nước rồi nè. Hy vọng đây là một cái điểm cũng sẽ thu hút cái lượng khách không những trong nước ở trong tỉnh mà cũng sẽ là những thu hút khách quốc tế nữa. Mấy bữa trước em cũng thấy có cả khách Hàn Quốc có ra đây. Con này. Trời. Ngon ngon. Mấy bạn ở đây là lên.